thưa quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ Television, Bích Ti cùng với anh Võ Văn Bằng trở lại cùng với quý vị trong chương trình Văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật hôm nay thì với cái chủ đề là những cái ngôn ngữ của từng miền một, thì nãy giờ anh Võ Văn Bằng cũng đã nêu ra một vài cái ngôn ngữ rất là đặc biệt của tỉnh miền Trung. Anh Bằng đã sinh sống tại Huế, Thừa Thiên cũng là lâu năm, thành ra là anh là người sinh trưởng ở đó, thành ra anh có một vài cái sự nhận xét, những cái lời ăn tiếng nói đặc thù của tỉnh miền Trung. Chắc quý vị nào mà đang xem chương trình mà sinh quán tại Huế đó, Thừa Thiên đó, thì cũng đã rất là thích thú với những cái sự giải thích của anh Bằng. Mà hơn nữa là anh Bằng cũng vừa mới hò cho quý vị nghe một vài câu hò rất là đặc biệt của miền Trung, thưa quý vị. Và bây giờ em xin mời anh Bằng nói tiếp về. Dạ, thưa cô, thưa quý vị, thì tất cả chúng ta ra đi, chúng ta không mang cái gì được, chúng ta chỉ mang lại cái văn hóa, mang cái là cái hồn nước. Thì trong đó chúng ta thấy cái truyền kiều rất là thích hợp cho những cái người ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ của chúng ta. Thì chính thật ngay, Phạm Quỳnh nguyên là một cái vị bộ trưởng của thời Bảo Đại, ông đã nói như thế này: truyền kiều còn thì tiếng ta còn thì nước ta còn. Thì thưa quý vị, trong truyền kiều nó rất phong phú, từ những cái người trí thức cho đến bình dân đều hấp thụ được tất cả những cái tinh thần của truyền kiều. Thành ra như khi nãy tôi đã nói, sở dĩ mà cái sự hiện diện của chúng tôi đây là tôi kính phục cái tiếng nói cũng như cái tài ba, nhất là cái giọng ngâm của cô. Và bây giờ thì chúng tôi xin để mà đưa cái một bài thơ đầu tiên mở màn cho cái buổi cho Trần Kiều, là trong mở hơn nữa nhân nhịp trong cái ngày Tết nữa. Thì giờ xin mời cô để ngâm để tặng tất cả các khán thính giả của hôm nay. Dạ. Dạ vâng, thì cảm ơn anh Bằng đã đưa một cách bất ngờ cho Bích Ti cái bài thơ Xuân của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều như thế này. Thành ra là Bích Ti cũng xin mạn phép quý vị để ngâm lên cái bài thơ ngắn ngắn này để tặng quý vị nhân dịp đầu xuân năm Bính Thân. Dạ vâng, và xin quý vị lắng nghe. Ngày xuân con nén đưa thôi, thiều quang chín chục đã ngoài, sáu mươi cỏ non xanh tận chân trời, chứ cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô đức yên anh, chứ chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như đêm. Ngổn ngang gò đông kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Ta ta bóng ngả về Tây, chị em thơ thần giang tay ra về. Bước lần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nhỏ nhỏ cuối gành bắc ngang. Xe xe nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế này. Vương quang mới dần gần xa, đám tiên người ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa hiếm gì yên anh. Kiếp hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng đức tiếng nàng tìm mơ chơi. Thuyền tình vừa ghé tới nơi thì đã trăm gáy bình rơi bao giờ. Buồng không lạnh ngắt như tờ, dâu xe ngựa đá rêu lờ mờ xanh. Khóc than không xiết sự tình, khéo vô duyên bay là mình với ta. Đà không duyên trước chẳng mà, thì chỉ chút ít gọi là duyên sau. Xăm xanh nếp từ xe châu, bụi hồng một năm mặc dầu có hoa. Chữ bao thỏ lặng ác tà, ấy mồ vỗ chủ ai mà viếng thăm. Lòng đâu sẵn mối thương tâm, thoát nghe kiều đá đầm đầm châu xa. Dạ thưa quý vị, đó là một đoạn trích trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Và Bixty mời anh Bằng trở lại chương trình. Thưa anh, thì cái đầu xuân thì Bixty thấy rằng là đọc thơ Nguyễn Du thường thường buổi nghĩa là thường thường mùa xuân người ta bói kiều đó thưa dạ, anh. Dạ vâng, dạ. Là, thưa anh, em thấy như thế nào thì, về bói kiều? Thưa giờ trong trong cái truyện Kiều thì như quý vị đã thường nghe cái cuộc đời của đàn Kiều là kiều bằng chìm nổi đủ tất cả, cho nên khi vui có, khi buồn có, khi đủ các thứ cả. Cho nên chúng tôi cố gắng để mà nghiên cứu để cái truyện Kiều để mà phục vụ, để mà nói lên cái tâm trạng của người, của Kiều nói riêng và tất cả tâm trạng của chúng ta nói chung đã gói ghém ở ngay trong cái truyện Kiều. Thì có lẽ là đến đây thì một lần nữa anh em chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và xin chúc quý vị hưởng một mùa xuân vui vẻ, đầy hạnh phúc. Xin thân ái chào. Dạ vâng, Bixty nhân dịp đầu năm thì thật sự ra là Bixty cũng thấy anh Võ Văn Bằng có rất là cảm hứng nhiều với truyện Kiều của Nguyễn Du, thì làm cho Bixty cũng cảm thấy rằng đại thi hào Nguyễn Du
rất là xứng đáng để cho hàng con cháu hậu duệ như chúng ta để mà nhớ đến ơn của người đã có một cái áng văn rất là tuyệt vời, mà không những là cho nước Việt chúng ta mà cái áng văn này cũng đã được rất nhiều các nước trên thế giới đã dịch ra bằng tiếng của nước họ, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Mễ, tiếng Ý, rất là nhiều, thưa quý vị. Hàng trăm ngôn ngữ đã dịch cái truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du này ra rồi. Và như anh Bằng mới vừa đề cập đến cái vấn đề mà chúng ta là những người tị nạn mất nước, đã mất bỏ quê hương đi ra đây, thì tâm trạng của chúng ta nó phù hợp với rất là nhiều đoạn ở trong cái truyện Kiều này, nó trôi nổi, thăng trầm rất là nhiều, thưa quý vị. Và trong cái kỳ tới thì có thể Bích Ti sẽ mời anh Võ Văn Bằng có thể nói về một vài những cái đoạn văn, rất là những đoạn thơ trong cái truyện Kiều đó rất là đặc biệt, để mà nó phải nói nó tiêu biểu cho những tâm hồn của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Và chương trình thì đến đây xin tạm ngưng tiếng, xin kính chào tạm biệt, và một lần nữa xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường.